Ơi, bỏ tay em ơi. À, cái anh thì rất là phong cách, rất là chi tiết. Và thêm một thông tin nữa về việc khi mà anh qua sang nghe á, thì đài nhà báo của báo Rùa Vàng và Khăn Vàng Đỏ đã mời anh làm người mẫu cho báo. Thế em nhìn anh thấy rất là chi tiết đúng không? Wow. Sao chị tin hả? Đây đây, chị tin dâu, chị tin dâu, chị tin dâu. Thôi bây giờ như tháo lại anh ca sĩ Mr. Việt với chưa khen nè, trước khi anh đi hát á thì gần anh đi về khác tự kèm lại con tiền về cái gì ở đây chứ không nè. Rồi anh đi. Anh thấy các bạn ở đây tập trung rất là đông. Rồi các bạn rất là vui vẻ và anh chúc cho các bạn có một đêm trung thu thật là vui vẻ nha các bạn. Rồi, khen tên thiệt không? Anh thiệt là ai đúng không? Mình vui hơn, mình thiệt hơn, mình nói